nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở khu phố Quang Trung, đường Giạc Sen, phường 9, thành phố Đà Lạt phải chung sống với đàn heo rừng lai, khoảng 50 con, được nuôi thả rong của gia đình ông Hoàng Nghĩa Thịnh. Xung quanh khu vực đều bốc lên mùi hôi thối, kể cả trời nắng cũng như trời mưa. Đất đá vung vãi ra đường dơ bẩn do đàn heo cày xới. Sự ô nhiễm này đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, mà hộ ông Thịnh vẫn ngang nhiên phớt lờ mọi ý kiến. Phản ánh sau của phóng viên thời sự. Hàng chục con heo thả rong đi ngang nhiên khắp các con đường, mặc cho xe cộ qua lại, hay vô tư ăn nằm bất cứ chỗ nào chúng thích. Hình ảnh này tưởng chỉ bắt gặp ở những vùng nông thôn, nhưng điều đó lại diễn ra ngay trong lòng thành phố Đà Lạt suốt nhiều năm qua, tại khu phố Quang Trung, đường Nhật Sen, phường 9. Điều đáng nói ở đây, đó là hộ gia đình ông Hoàng Nghĩa Thịnh ngang nhiên nuôi theo kiểu chăn thả tự do, không chuồng trại, gây ô nhiễm môi trường suốt nhiều năm qua. Mùi hôi thối ngày càng trầm trọng, bất kể trời mưa hay trời nắng. Cứ ở đâu có bãi đất là nơi đó lại thấy xuất hiện đàn heo. Chúng chia thành từng đàn nhỏ, tung xới khắp nơi, ngay khu dân cư sinh sống. Rất nhiều lần người dân trong khu phố góp ý trực tiếp với hộ gia đình nên di dời đàn heo ra khỏi khu dân cư, hoặc ít nhất cũng phải có chuồng trại đàng hoàng. Nhưng đều bị ông Thịnh phản đối, thậm chí còn chửi bới, ném đá vào nhà họ. Bức xúc, các hộ dân làm đơn kêu cứu với Ủy ban Nhân dân phường 9. Nhưng tình trạng này vẫn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Vì muốn cho yên lành nên người dân cố phớt lờ và sống chung với lũ. Tôi ở gần sát bên là tôi có hai đứa con mà nó hít những cái mùi hôi thối như vậy hả, là tháng nào tôi cũng phải đưa cháu đi bệnh viện, là cũng nhờ chính quyền rồi thì cũng can thiệp vào để nói ảnh là đưa ra ngoài cái khu vực của dân cư, chứ sống trong dân cư này mà hôi thối quá thì nó ảnh hưởng sức khỏe cho mọi người. Bà con dân phố đã góp ý nhiều lần nhưng mà anh cũng không nghe. Thì trên cương vị là bí thư thì tôi thấy là cũng phải kiến nghị với các cấp có chức năng, kể cả là phường và thành phố, thậm chí là cả tỉnh, có một cái biện pháp mạnh, cưỡng chế ngay, chứ không để tình trạng này kéo dài được. Tôi là người hàng xóm thì cũng đã vào nhiều lần góp ý với anh chị, thì về thái độ anh chị này không có thiện chí lắm. Anh còn có thể gây gổ với tất cả ai và đến góp ý với anh. Và như vậy là có những cái thái độ không chấp hành ý kiến của xung quanh, kể cả bên chính quyền phường rồi là các chức cơ quan chức năng của phường xuống thì anh cũng không khuất phục. Thì do đó tôi đề nghị cấp trên có cái biện pháp kiên quyết với cái hộ này. Thì tại sao bây giờ như vậy là chúng tôi ở những cái khu phố văn hóa đang xây dựng những cái đời sống văn minh hơn, có những cái sạch sẽ hơn mà để tình trạng này, chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi cũng đến hộ gia đình ông Hoàng Nghĩa Thịnh để nắm tình hình. Tuy nhiên ông Thịnh khẳng định rằng ông nuôi heo thế này không ảnh hưởng đến ai và không gây ô nhiễm. Tôi toàn tiếng với cô là tôi nói với cô nghe là bây giờ hôi thế nào thì yêu cầu phải có là gì, xác định ô nhiễm thế nào, phải có cái cơ quan chức năng. Heo này heo rừng không phải là heo kia, mà thích là mang đi. Tôi nuôi ở đây á, từ năm 2004 rồi, từ heo đến dê. Heo tôi dê tôi nuôi trước luôn, dê nuôi 2000. Với sự việc nêu trên, chính quyền địa phương đã nói gì? Trong khi giải tỏa là ông có là qua phản ánh của bà con thì phường đã tiếp tục làm, thì vẫn có làm cam kết với ông Hoàng Nghĩa Thịnh qua một tuần phúc tra. Tôi đến nếu ông Hoàng Nghĩa Thịnh không chi dời heo về Lạc Dương, nhưng ông trình bày là ông có trang trại trong đó thì chúng tôi sẽ thuê người bắt, thì báo cáo chính cũng sẽ xử lý cương quyết điều này, vì cái này là bức xúc của bà con nhân dân bên tổ 4 Quang Trung cũng như là của chính quyền địa phương. Trong phản ánh của họ tiếp xúc cử tri thì bà con rất bức xúc vấn đề rất nhiều, thì nó hay gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thì thay mặt cho lãnh đạo ủy ban thì tôi cũng xin hứa là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý này, không để cái trường hợp mà nuôi heo tại cái địa điểm tổ 4 Quang Trung là tiếp diễn trong thời gian tới. Như vậy, chính quyền địa phương đã vào cuộc và tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt và xử lý một cách kiên quyết để trường hợp hộ gia đình ông Hoàng Nghĩa Thịnh nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trên 300 hộ dân nơi đây.
mong rằng sẽ sớm trở lại môi trường xanh sạch cho một khu phố văn hóa.